Người mẹ khoe con lớp 7 đạt IELTS 8.0 đang gây ồn ào khắp mạng xã hội, diễn biến mới nhất từ nhân vật chính. Bài đăng của một phụ huynh Hà Nội kể về hành trình giúp con gái sinh năm 2011 đạt IELTS 8.0 mới đây đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, thì con gái chị đang theo học tại một trường công lập ngoại thành Hà Nội. Trước khi thi, thì cô bé có 10 buổi với một thầy giáo người Canada. Bản thân chị thì cũng là người dạy IELTS nhưng lại không cho con tiếp cận bài thi này theo cách truyền thống mà thay đổi theo hướng mới. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, thì người mẹ đã nhanh chóng nhận về khá nhiều những luồng ý kiến đa chiều từ cộng đồng mạng. Có người thì tán đồng với cách dạy con một cách tự nhiên như vị phụ huynh này, đồng thời bày tỏ sự khen ngợi trước thành tích mà con đạt được. Thế nhưng ở hướng ngược lại thì nhiều người lại cho rằng chị đang dạy con theo kiểu F9, chưa kể đến việc chứng chỉ này chỉ có thời hạn 2 năm, việc bắt một cô bé 13 tuổi phải ôn luyện cả ngày lẫn đêm là điều không thực sự cần thiết. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội thì người mẹ đã phải khóa bảo vệ trang cá nhân. Ngoài ra trước đó thì chị có chia sẻ rằng mục tiêu ban đầu chị đăng tải bài viết không phải là để có ý khoe khoang mà chỉ là mong muốn mọi người tham khảo một hướng học mới. Còn về vấn đề bức ảnh chân dung của con trên tấm bằng IELTS với biểu cảm thiếu sức sống, mệt mỏi, ủ rũ thì người mẹ cho biết là do hôm trước khi chụp ảnh thì gia đình bị hỏng điều hòa, 1 giờ đêm con mới ngủ được nên trông con buồn ngủ là điều dễ hiểu.